Hôm nay chúng tôi thử dùng giấm, muối và xà bông rửa chén để làm thuốc diệt cỏ cho con. Trên mạng thì nói loại này diệt cỏ cũng được. Trên vườn của chúng tôi thì cỏ rất là nhiều, toàn là cỏ dại. Cỏ dại thì nó mạnh lắm, nó mọc rất là nhanh. Chúng tôi phải cắt mỗi tuần. Vì cái sân vườn nó rộng nên chúng tôi chỉ xịt diệt cỏ trong những chỗ nào cần thiết mà thôi. Dùng giấm, xà bông, muối thì nó không có hại bằng những cái thứ thuốc diệt cỏ ngoài thị trường, nhưng mà không biết tác dụng của nó như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ pha chế thuốc diệt cỏ nha. Giấm, xà bông, rửa chén và muối. Xà bông, muối, bình xịt, giấm. Giấm này rất rẻ, 1,32 gallon, 5 lít, chỉ có 3 đồng mấy ở Costco mà thôi. Bây giờ mình sẽ làm thuốc diệt cỏ từ những thứ này. Muối thì khoảng 2-3 muỗng cà phê, xà bông rửa chén thì khoảng 2 muỗng cà phê, pha với nước, quậy cho nó tan muối ra. Giấm thì khoảng 1 bình, 5 lít. Giấm này nồng độ của nó tương đối là loãng, do đó nó diệt cỏ không có mạnh. Ở Mỹ có một số nhà trồng cỏ rất là đẹp. Cỏ trồng thì nó đẹp và nó không có mọc tràn lan như cỏ dại. Nhưng những nhà chung quanh chúng tôi, nhà nào cũng toàn là cỏ dại. Cỏ dại thì nó có bông và nó theo gió, nó lan đi, nó lan tỏa đi, do đó nó mọc tràn lan.
khoảng có cháy, mình đã xịt giấm vào khoảng hơn 2 tuần trước. Có thì nó chết nhưng mà nó không có chết, nó không có chết hết, nó cũng còn lưa thưa. Bây giờ mình xịt thêm một lần nữa, có thể nó sẽ chết nhiều hơn. Dùng giấm để diệt cỏ tốt nhất là lúc mà trời đang nắng. Trời mát thì tác dụng của nó không có rõ ràng. Khi trời đang nóng, đang nắng nóng, các bạn xịt lên khoảng 1-2 tiếng sau, các bạn sẽ thấy 1-2 tiếng đồng hồ sau, các bạn sẽ thấy cỏ nó đổi màu và nó héo rõ ràng. Trên mạng cũng có hướng dẫn diệt cỏ bằng phân kali, phân đạm cộng với muối. Mình cũng đã thử rồi nhưng mà cỏ nó không có chết hoàn toàn.
to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced. Video của chúng tôi đến đây và chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn luôn vui khỏe.